Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh, chàng muốn níu kéo, nàng nhất quyết ly hôn. Sự thật về cuộc hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn khiến mọi người tò mò, nhất là khi họ không hề có bất kỳ phản hồi chính thức nào về những tin đồn ly hôn. Thậm chí trong sự kiện đêm hội Weibo vừa diễn ra cách đây không lâu, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lại mỗi người một chỗ. Cả hai không chụp bất kỳ một tấm ảnh nào cùng nhau, cũng không ngồi gần và coi đối phương như hai người xa lạ. Cặp đôi nổi tiếng này cũng chẳng có tương tác gì và nếu không nói là vợ chồng thì có lẽ là một bộ phận khán giả sẽ nhầm tưởng họ chỉ là người dưng. Một số nguồn tin cho biết thì từ nửa năm trước cuộc hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã gặp trục trặc. Khi sự nghiệp của Angela Baby ngày càng thăng tiến thì cô lại càng có ý muốn ly hôn, chỉ có điều Huỳnh Hiểu Minh không đồng ý và luôn cố gắng níu giữ. Có thể thấy trong ngày sinh nhật Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh căn đúng giờ để gửi lời chúc đến bà xã nhưng cô hoàn toàn phớt lờ không đáp trả. Tại đêm hội Weibo, Angela Baby vui vẻ nói chuyện với Dương Mịch và Ngeni, nhưng cô lại giữ khoảng cách cùng chồng mình, thậm chí còn bỏ về trước trong lúc Huỳnh Hiểu Minh vẫn đang đứng trên sân khấu. Huỳnh Hiểu Minh quay video Angela Baby trên sân khấu, còn đeo nhẫn ở ngón áp út như một lời khẳng định về cuộc hôn nhân, vậy mà nữ diễn viên Vân Trung Ca lại thờ ơ trước mọi chuyện. 28 tháng 2 là sinh nhật lần thứ 32 của Angela Baby. Đáng chú ý là vào đúng 0 giờ 32 ngày hôm nay, Huỳnh Hiểu Minh đã chia sẻ dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật để mừng sinh nhật bà xã. Động thái này của Huỳnh Hiểu Minh lập tức leo No One top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo. Nhiều người cho rằng hành động của Huỳnh Hiểu Minh có vẻ như đang ngấm ngầm phủ nhận những tin đồn ly hôn và chia tài sản với Angela Baby thời gian qua là sai sự thật. Tuy nhiên, Angela Baby cũng phớt lờ, không đáp lại Huỳnh Hiểu Minh. Trong ngày sinh nhật của Huỳnh Hiểu Minh vào tháng 11 năm ngoái, nữ diễn viên cũng không có động thái nào. Thế nhưng, vẫn có khán giả không hài lòng với lời chúc của Huỳnh Hiểu Minh, phê phán anh làm màu bởi những năm trước đây, ngôi sao bên tóc mai không phải Hải Đường Hồng, thường gọi Angela Baby là bà xã hoặc người mẹ xinh đẹp. Lời chúc vợ, chúc em sinh nhật vui vẻ của Huỳnh Hiểu Minh được cho là để che giấu sự thật cả hai có giận nứt. Thực tế, hiện tại đang có rất nhiều thông tin từ giới thạo tin cho rằng Huỳnh giáo chủ và Angela Baby đã hoàn tất thủ tục ly hôn và quyền nuôi con trai Tiểu Hải Miên thuộc về Huỳnh Hiểu Minh. Angela Baby chỉ có thể đến thăm con mỗi tuần một lần. Cô nàng đã dẫn đứa trẻ về quê mình tại dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Khoảng thời gian này, bằng số ngày được phép thăm con trong 4 tháng, vì thế thời gian tới cô ấy sẽ không thể thăm con được nữa. Lấy vụ ly hôn giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy để tham khảo, thì Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby sẽ chính thức công bố chuyện đường ai nấy đi trong thời gian sắp tới mà thôi, một nguồn tin cho hay. Đối với fan hâm mộ của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby thì có lẽ họ sẽ thất vọng vì thần tượng của mình giờ như những người xa lạ. Những hình ảnh ngọt ngào hạnh phúc tại thời điểm 5 năm trước đây dường như đã trôi vào dĩ vãng. Còn nhớ năm 2015, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby tổ chức hôn lễ thế kỷ cực kỳ xa hoa, chính thức về chung một nhà. Lời thề hôn lễ của nam tài tử khiến công chúng còn nhớ mãi. Thực ra hôm nay anh thực sự rất hồi hộp, anh phải nói rằng, baby của anh, em xong rồi, những ngày tháng tiếp theo em cứ chờ xem, anh chưa từng đối với ai tốt như vậy, trừ mẹ anh chỉ muốn đem những thứ tốt nhất trên thế giới dành tặng cho em. Điều em thích chính là điều anh thích, cho dù 70-80 tuổi đi không vững, em vẫn là công chúa nhỏ của anh. Em cứ nói anh đem em chiều hư thì phải làm thế nào, vậy chiều hư cũng tốt, như vậy người khác không thể cướp em đi được. Mặc dù Huỳnh Hiểu Minh bị đánh giá là lậm hình ảnh tổng tài bá đạo, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng anh rất quan tâm tới Angela Baby. Không chỉ dành cho nhau những hành động thân mật, ánh mắt tình trong bể tình, mà anh còn giúp đỡ Angela Baby rất nhiều trong sự nghiệp. Thậm chí chẳng hề quá lời khi nói rằng người đẹp này có được địa vị như ngày nay có một phần rất lớn công lao của ông xã cô. Năm 2016, khi trả lời phỏng vấn, Huỳnh Hiểu Minh tiết lộ, khi mới quen biết, Angela Baby chẳng hề để tâm với sự nghiệp, chính anh là người đã giới thiệu cơ hội cho cô để tiến vào giới phim ảnh. Nam tài tử chia sẻ, khi tôi và Baby mới yêu nhau, tôi cho rằng cô ấy có điều kiện rất tốt, nếu không làm diễn viên thì quá đáng tiếc. Tôi muốn tận lực giúp đỡ cô ấy. Bản thân cô ấy không có yêu cầu quá cao với sự nghiệp của mình. Tôi nói rằng, nếu tương lai chúng ta chia tay, em nhất định sẽ trách anh. Có lẽ em sẽ nghĩ rằng em đi theo Huỳnh Hiểu Minh khiến bản thân mình từ bỏ sự nghiệp, chẳng làm nên trò trống gì. Anh không muốn nghĩ như vậy, anh muốn giúp em thực hiện mơ ước của mình. Như vậy tương lai, dù chúng ta có ở bên nhau hay không, em sẽ đều không trách anh, thậm chí em sẽ cảm ơn anh. Thế nhưng, dần dần tình cảm của cặp đôi này nguội lạnh từ lúc nào không hay. Cuối năm 2018, vì scandal trốn thuế của Phạm Băng Băng, cả làng giải trí Cbiz phải điều đứng khi cơ quan chức năng vào cuộc, ra soát lại vấn đề thuế của các ngôi sao. Lúc này, đệ nhất paparazzi chắc dĩ tiết lộ rằng có một đôi vợ chồng lưu lượng từ chỉ cặp đôi cực hot trong giới vì lách luật thuế nên giả vờ ly hôn. Ai ngờ, cô vợ lại từ giả thành thật, chính thức được ai nấy đi với chồng. Điều này khiến netizen suy đoán cặp đôi này không ai khác ngoài Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh. Cũng từ đó, quan hệ của đôi vợ chồng này bắt đầu trở nên lạnh nhạt đến khó tin. Trên các trang mạng xã hội, việc Angela Baby không hề trả lời khi được Huỳnh Hiểu Minh tang đã là việc quá bình thường. Trong những dịp như sinh nhật con trai, Tết âm lịch, sinh nhật của Angela Baby, những hình ảnh cùng nhau chúc mừng quen thuộc trong quá khứ cũng đã không còn nữa. Đối với những tin đồn ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh đã hai lần đích thân lên tiếng bác bỏ, còn phía Angela Baby thì chỉ có nhân viên thuộc ekip phản hồi, bản thân nữ diễn viên thì chẳng hề lên tiếng.
Trong khi Huỳnh Hiểu Minh có nhiều hành động níu kéo tình cảm như nâng váy cho Angelababy tại sự kiện, gửi lời chúc mừng sinh nhật trên mạng xã hội. Tháng 7 năm 2019, anh còn chủ động trả lời người hâm mộ, tôi cũng thích Baby. Khi tham gia show truyền hình, nam diễn viên còn ngỏ ý muốn học lỏm món thịt kho tàu từ đàn anh Huỳnh Lỗi vì bà xã thích ăn. Trái lại, Angelababy lại hoàn toàn ngó lơ Huỳnh Hiểu Minh, thậm chí không muốn nhắc tới việc mình đã kết hôn khi tham gia các chương trình. Thậm chí gần đây, khi viết tâm thư phủ nhận tin đồn làm tiểu tam chen chân vào tình cảm của Huỳnh Hiểu Minh, Lý Phi Nhi năm nào, cô cũng chỉ xưng hô chồng một cách lạnh lùng là anh Huỳnh. Có khoảng thời gian, sau bao ngày níu kéo, Huỳnh Hiểu Minh bắt đầu mệt mỏi. Mới đây, khi trả lời phỏng vấn tạp chí dịp đầu năm, nam diễn viên từng ca thán rằng, đời người có 8-9 phần 10 không được như ý. Ở thời điểm thất bại này, tôi lại phải chịu nỗi thất bại khác. Hơn nữa trong kế hoạch năm mới của mình, anh cũng quên luôn không nhắc tới Angelababy. Điều này khiến không ít người đặt câu hỏi, phải chăng Huỳnh Hiểu Minh đã nản lòng và quyết định buông tay? Nhiều người nhận xét về phương diện tình cảm và sự nghiệp, Huỳnh Hiểu Minh là người cho đi nhiều hơn. Anh hết lòng vì bà xã, nâng đỡ cô từ một người mẫu kém danh tiếng, trở thành nữ thần hạng Acibit. Vậy nhưng giờ đây, khi đã có trong tay tất cả mọi thứ, phải chăng Angelababy trở thành kẻ cạn tình cạn nghĩa, quyết định ra đi bằng được?